Chào mừng các em học sinh khối 7 đến với bộ môn giáo dục công dân. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Các em chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài của tuần 6, bài 15, tiết 1, Bảo vệ di sản văn hóa. Thì vào dịp hè, các em sẽ thường cùng với gia đình đi nghỉ mát hay tham quan ở những địa điểm, có ví dụ như là Vịnh Hạ Long, Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ Hội An, hay Động Phong Nha, Sa Pa, v.v. Thì những địa danh đó được gọi là di sản văn hóa của nước ta. Vậy em hiểu thế nào là di sản văn hóa? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, cô và các em sẽ đến với phần quan sát ảnh. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh của Thánh địa Mỹ Sơn nằm ở Quảng Nam. Thì Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể kiến trúc gồm nhiều đền đài châm ma cùng với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế cũng như là khu vực lăng mộ các vua quan, hoàng thân quốc thích của những vương triều châm ba xưa. Nếu như các em là một du khách thích khám phá và thích tìm hiểu về nền văn hóa cổ xưa thì đây là một điểm đáng để đi du lịch. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long là một danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp tự nhiên, đã được xếp hạng là thắng cảnh thế giới. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh bến cảng Nhà Rồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi quan sát các bức ảnh trên thì các em hãy trả lời cho cô những câu hỏi sau. Số 1, địa danh nào gắn với một sự kiện lịch sử quan trọng? Số 2, địa danh nào mang giá trị văn hóa? Số 3, địa danh nào mang biểu hiện vẻ đẹp của thiên nhiên? Và sau đây là đáp án của cô. Địa danh Bến Cảng Nhà Rồng là di tích lịch sử văn hóa. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và đây là một sự kiện trọng đại. Kế tiếp là địa danh Vịnh Hạ Long. Nó là danh lam thắng cảnh. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, Vịnh Hạ Long được thế giới bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Kế tiếp, Thánh địa Mỹ Sơn là công trình kiến trúc phản ánh tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo của nhân dân ta thời kỳ phong kiến. Vậy thì sau khi chúng ta đã quan sát ảnh, chúng ta đã rút ra được kết luận Bến Nhà Rồng là một di tích lịch sử quan trọng, Vịnh Hạ Long là một danh lam thắng cảnh và Thánh địa Mỹ Sơn là một di tích có giá trị văn hóa. Vậy thì những địa danh trên đây là di sản văn hóa của nước ta. Vậy em hiểu thế nào là di sản văn hóa? Để hiểu rõ hơn về di sản văn hóa, cô và các em cùng nhau đến với bảng phân loại một số ví dụ về danh lam thắng cảnh cũng như là di tích lịch sử văn hóa ở nước ta. Ví dụ như khi nói đến di sản văn hóa thì nói đến Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chữ Nôm, Áo Dài, Hát Quan Họ. Còn nói đến di tích lịch sử cách mạng thì phải nói đến Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, Côn Đảo, Bắc Bó hay Gò Đống Đa. Nói đến danh lam thắng cảnh ở Việt Nam phải nói đến Vịnh Hạ Long, Ngũ Hành Sơn, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Rừng Quốc Phương, Hang Bích Động. Vậy để hiểu rõ hơn di sản văn hóa là gì? Cô và các em cùng đến với phần 2 La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, di sản văn hóa là 2 chấm là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di sản văn hóa bao gồm có di sản văn hóa phi vật thể là những sản phẩm tinh thần, ví dụ như tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, lễ hội, trang phục truyền thống, ba chấm. Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất
ví dụ như di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, ba chấm. Vậy thì theo em, di sản văn hóa phi vật thể là gì? Là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công, truyền thống, tri thức về y, dược cổ truyền, văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác. Để hiểu rõ hơn di sản văn hóa phi vật thể là gì, cô sẽ cho các em biết một số ví dụ. Ví dụ như văn hóa cồng chiêng ở Tây Nguyên, đó là di sản văn hóa phi vật thể. Hay ca trù, hay dân ca quan họ ở Bắc Ninh và truyện Kiều. Kế tiếp là áo dài truyền thống, ca dao tục ngữ hoặc là lễ dỗ tổ Hùng Vương, đó cũng là một trong những di sản văn hóa phi vật thể. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong thế nào là di sản văn hóa phi vật thể, cũng như cô đã cho các em xem ví dụ. Bây giờ kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu di sản văn hóa vật thể là gì? Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Và sau đây là một số ví dụ về di sản văn hóa vật thể. Ví dụ như khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, phố cổ Hội An ở Quảng Nam, Vịnh Hạ Long, Hồ Gươm ở Hà Nội. Cô nhắc lại về khái niệm của di sản văn hóa vật thể, trong đó nó có bao gồm di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Nó là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Vậy, di sản văn hóa vật thể được chia làm mấy nhóm và đó là những nhóm nào? Đáp án của cô, di sản văn hóa vật thể được chia thành hai nhóm. Nhóm 1, di tích lịch sử văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử văn hóa. Thứ hai, danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. Bạn nào cho cô biết Việt Nam có những di sản văn hóa nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? Cô cho ví dụ. Đáp án của cô là Vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và phố đô Huế. Sau đây là một số hình ảnh về di sản văn hóa được thế giới công nhận. Đầu tiên là hình ảnh cố đô Huế. Kế tiếp là hình ảnh Vịnh Hạ Long, nó cũng được xem là di sản văn hóa thế giới. Kế tiếp là hình ảnh phố cổ Hội An. Hình ảnh Thánh địa Mỹ Sơn. Còn đây là hình ảnh Nhã nhạc cung đình Huế. Nó được công nhận là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại. Dân ca quan họ Bắc Ninh cũng được xem là một di sản văn hóa thế giới. Và ca trù cũng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nó là một trong những loại hình nghệ thuật được thế giới công nhận. Và hình ảnh kế tiếp nữa là hình ảnh di tích Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới của nước ta. Vừa rồi là cô đã giới thiệu một số di sản văn hóa của nước ta. Và bây giờ cô xin giới thiệu với các em một số hình ảnh di sản văn hóa của thế giới mà có thể các em biết.
Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh kim tự tháp ở Ai Cập và đấu trường La Mã ở Roma, Ý. Và đây là hình ảnh Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc. Để nắm rõ hơn nội dung bài học, cô sẽ cho các em làm một bài trắc nghiệm. Ở đây cô sẽ cho tên của di sản văn hóa và các em sẽ xếp nó vào loại di sản văn hóa nào. Đầu tiên là ca trù. Ca trù là phi vật thể hay là di sản văn hóa hay là danh lam thắng cảnh? Đáp án của cô, phi vật thể. Tên di sản thứ hai, hát quan họ, cũng là di sản văn hóa phi vật thể. Quần thể di tích cố đô Huế, nó là di sản văn hóa. Kế tiếp, nhã nhạc cung đình Huế, nó là di sản văn hóa gì? Phi vật thể. Kế tiếp là vịnh Hạ Long, nó thuộc danh lam thắng cảnh. Phố cổ Hội An, di sản văn hóa. Thánh địa Mỹ Sơn, di sản văn hóa. Cồng chiên Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể. Phong Nha Kẻ Bàng, nó là danh lam thắng cảnh. Vậy thì sau khi chúng ta làm xong cái bài trắc nghiệm này, chúng ta đã nắm rõ hơn phần nào thế nào là di sản văn hóa và thế nào là di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Nội dung bài học ngày hôm nay đã được cô hệ thống kiến thức cơ bản thành một sơ đồ. Trước tiên, các em cần nắm rõ di sản văn hóa là gì và trong di sản văn hóa bao gồm có di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Trong di sản văn hóa vật thể cũng chia làm hai loại. Một là danh lam thắng cảnh và hai là di tích lịch sử. Sau đây thì các em lấy tập vở ra, chúng ta sẽ viết bài vào tập. Các em sẽ viết tựa bài và phần 1 La Mã xong và chúng ta sẽ ghi tiếp phần 2 La Mã. Ở đây cô yêu cầu các con học thuộc dùm cô phần nội dung bài học, nắm rõ dùm cô một nhỏ thế nào là di sản văn hóa và di sản văn hóa bao gồm có mấy nhóm. Nhóm 1, di sản văn hóa phi vật thể và nhóm thứ 2 là di sản văn hóa vật thể. Các em ghi hết phần này vào trong tập.
Vậy thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt.